là bác sĩ cho em hỏi là em đang mang thai mắc COVID-19 và đã sinh em bé luôn rồi. Chỉ số CT hiện tại là trên 30 và cho nên là được về nhà tự cách ly. Thì bệnh viện cũng cho phép là đón em bé về nhà. Thì lo lắng không biết là làm gì để có thể vừa chăm con vừa đảm bảo an toàn cho con. Dạ em xin mời ạ. Trong câu hỏi này của bạn thì không có nêu rõ là tình trạng của em bé như thế nào. Mẹ thì mắc Covid nhưng mà không biết là tình trạng của em bé là em bé có mắc Covid hay không, xét nghiệm của em bé kết quả như thế nào. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nói luôn, nếu như mà em bé có mắc Covid rồi á, thì cả hai mẹ con cũng cùng là chung cái tình trạng là mắc Covid, thì chúng ta cũng sẽ chăm sóc em bé như bình thường thôi. Về cái vấn đề mà phòng tránh lây nhiễm như thế nào á, thì hai đối tượng mình như nhau mà, cho nên mình cũng sẽ chăm sóc như bình thường. Còn trong cái trường hợp mà em bé chưa mắc Covid, xét nghiệm âm tính trong khi là mẹ mắc Covid nhưng mà hiện tại CT của mẹ là trên 30, thì theo những cái nghiên cứu cũng như là khuyến cáo của Bộ Y tế hiện tại á, thì những người mà mắc Covid-19 mà có CT trên 30, trước đó có thể là chúng ta có xét nghiệm dương và cái CT nó thấp hơn, nhưng mà sau đó khi mà bệnh viện cho về CT trên 30 á, tức là bạn đã trong cái giai đoạn lùi bệnh rồi, và CT trên 30 thì người ta nghiên cứu thấy hầu như là khả năng lây nhiễm virus nó rất là thấp. Cho nên là bạn có thể yên tâm chăm sóc và chăm sóc cho bé, vẫn có thể cho bé bú mẹ trực tiếp bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý ở cái việc sát khuẩn vệ sinh khi mà tiếp xúc với bé, vệ sinh tay, đeo khẩu trang, và chúng ta sẽ cẩn thận trong mọi cái việc mà tiếp xúc chăm sóc cho con. Nhưng mà nói như vậy thôi nhưng mà chúng ta cũng sẽ yên tâm là bởi vì là bạn cũng đã trong cái thời gian lưu bệnh rồi, và CT 30 thì chúng ta theo nhiều nghiên cứu người ta thấy là cái tải lượng virus nó rất là thấp rồi và cái khả năng lây cũng rất là thấp. Và nếu như mà em bé người ta mới thấy trong những nghiên cứu người ta mới thấy là nếu như bé sơ sinh á, mà nếu như mà lỡ có nhiễm COVID-19 á, thì cái tải lượng virus hầu như cũng rất là thấp và những cái triệu chứng ở bé sơ sinh cũng hầu như rất là ít, và cái khả năng mà diễn tiến nặng ở bé sơ sinh nhiễm COVID-19 thì cũng cực kỳ thấp. Cho nên là bạn có thể yên tâm để có thể vừa chăm con mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho con. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liên Hương. Như Cái vậy thì này cũng cho một... tôi bổ sung một Dạ, chút. em xin mời Cái này ông. cho tôi bổ sung một chút là hiện nay theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là các cái bằng chứng của y học đó, thì cho nên chúng ta không có tách rời mẹ con đối với lại những người thai phụ mà bị mắc COVID-19. Cho nên hiện nay là tại bệnh viện Từ Dũ, nếu như là những thai phụ bị mắc COVID-19 mà sanh thường hoặc là sanh mổ thì sau sanh chúng tôi vẫn thực hiện da kể da, tức là các em bé vẫn được đặt lên ngực của các bà mẹ và vẫn được cho bú mẹ trong vòng 90 phút đầu tiên. Có nghĩa là cái quy trình hoàn toàn giống với một người thai phụ mà không mắc COVID-19. Chỉ có điều là các bà mẹ cũng như các nhân viên y tế chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc là 4K, là khẩu trang nè, rồi là khoảng cách, rồi khử khuẩn, rồi thậm chí là thêm là các cái mạng che mặt để làm sao ngăn chặn cái giọt bắn đến em bé. Và em bé vẫn tiếp tục được nuôi con bằng sữa mẹ. Chỉ có điều là cái bầu vú của bà mẹ trước đó sẽ được làm sạch sẽ. Nếu như trong trường hợp mà có giọt bắn của bà mẹ lên bầu vú thì chúng ta làm vệ sinh sạch sẽ và em bé vẫn bú. Và trong thời gian chăm sóc thì em bé vẫn có thể ở chung phòng với bà mẹ nhưng mà khoảng cách là 2 mét. Tức là cái nôi của em bé nằm cách cái giường của bà mẹ là 2 mét. Còn không nhất thiết là phải có thêm một cái phòng khác. Còn nếu trong trường hợp chúng ta có thêm một cái phòng khác thì càng tốt. Nói tóm lại là về nguyên tắc, những người phụ nữ mắc COVID-19 mà điều kiện sức khỏe cho phép cũng như là điều kiện y tế cho phép thì vẫn chăm sóc con mình như những thai phụ bình thường, và đặc biệt là chỉ lưu ý cái việc là tuân thủ cái 5K để làm sao mà tránh lây nhiễm cho em bé.